Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines nhưng vẫn bị con gái ác vía. Mặc dù sở hữu nhan sắc là tượng đài của Philippines, nhưng mỹ nhân Marian Rivera vẫn bị con gái chiếm spotlight trong lần xuất hiện mới đây. Marian Rivera được biết đến là tượng đài nhan sắc ở Philippines bởi nhan sắc đỉnh cao, khó có thể bị xoán ngôi. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện bên cô con gái Zia 8 tuổi, mỹ nhân này lại bị lu mờ. Vừa qua, gia đình của cặp đôi minh tinh Marian Rivera và Ding Dong Dantes đã đến tham dự hôn lễ của người bạn thân thiết, gia đình nổi tiếng của Marian Rivera và Ding Dong Dantes các thành viên trong gia đình đều sở hữu nhan sắc cực phẩm. Qua hình ảnh được truyền thông Philippines đăng tải, mỹ nhân này diện đầm hai dây màu be sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Cùng với đó, gương mặt xinh đẹp với ngũ quan hài hòa, thân thái sang trọng đã giúp cô nhận được hàng loạt lời xích xoa khen ngợi. Xuất hiện trong đám cưới, cô chiếm trọn spotlight dù không phải là nhân vật chính. Tuy nhiên, tại buổi lễ này, cô còn dẫn theo hai con. Sự xuất hiện mới đây của Maria Rivera nhận được sự chú ý của dư luận bởi vẻ đẹp không tuổi. Hai con của nữ minh tinh cũng nhận được sự chú ý không kém. Đặc biệt, cô bé Sia đảm nhận vai trò phụ giao nhí trong buổi lễ. Mặc dù chỉ là vài khoảnh khắc nhưng ngoại hình sáng bừng, nụ cười tỏa nắng trong bộ váy bồng bền khiến cho cô bé đẹp tựa công chúa. Dù ở bất cứ khung hình nào, cô đều khiến khán giả so xuyến với nhan sắc xinh đẹp, được thừa hưởng từ người mẹ minh tinh. Bé Zia chiếm trọn spotlight khi đảm nhận vị trí phù dâu. Nhân sắc ngọt ngào xinh xắn của bé Zia khiến nhiều người xuất xa khen ngợi. Mặc dù ảnh chất lượng thấp nhưng nhân sắc của Zia lại chất lượng cao. Mặc dù mới 8 tuổi nhưng cô bé đã sớm sở hữu những đường nét kha ái, ấn tượng, hứa hẹn sẽ là mỹ nhân thế hệ mới. Trước đó, ngay khi vừa ra đời, Zia đã trở thành nhóc tỳ được săn đón bậc nhất. Không chỉ có phụ huynh đều là minh tinh nổi tiếng, mà ngoại hình là kết tinh của nhiều ghen trội của cả bố lẫn mẹ, giúp cô bé trở thành thế lực nhí tại Philippines. Ngay từ khi mới ra đời, cô bé đã nhận được sự săn đón bởi vẻ ngoài xinh xắn. Bên cạnh đó, thần thái sự giản dị của cô bé cũng được đánh giá cao. Càng lớn, Sia càng được đánh giá cao về ngoại hình chẳng hề kém cạnh người mẹ nổi tiếng. Xuất hiện chung khung hình với phụ huynh là mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Nhưng cô bé chẳng hề lép vế mà còn có phần lớn ác mẹ bởi vẻ ngoài đẹp tựa búp bê sống, với đôi mắt to tròn, mau lúm đồng tiền duyên dáng chưa kể thần thái tự tin dặn dĩ trước ống kính khiến nhiều người cho rằng ái nữ nhà đệ nhất mỹ nhân philippines sẽ làm nên chuyện trong tương lai về phía marian rivera Trước đó, nữ diễn viên từng khiến nhiều người hé lộ ái nữ nổi tiếng hơn cả mẹ khi liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo đắt đỏ. Xuất hiện bên cạnh người mẹ minh tinh, cô bé cũng chẳng hề bị lép vế mà còn gây ấn tượng bởi vẻ xinh xắn đáng yêu. Cô bé được đánh giá là bản sao hoàn hảo của đệ nhất mỹ nhân Philippines. Nhiều người cho rằng tương lai, bé Sia hoàn toàn đủ khả năng kế nghiệp phụ huynh nổi tiếng. Bên cạnh nhân sắc không tuổi, sự nghiệp nổi tiếng Marian Rivera còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc, êm ấm. Các thành viên trong gia đình nhà nữ minh tinh đều được săn đón với ngoại hình cực phẩm. Thế vào đó, cách dạy con khoa học, hợp lý cùng lối sống sạch giúp cho Marian Rivera và Dingdong Dantes trở thành hình mẫu lý tưởng được yêu mến bậc nhất tại Philippines. Bạn nghĩ sao về diện mạo phong cách các nhóc tiền nhà mỹ nhân đẹp nhất Philippines chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.